khăn đối với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cú đá bóng an toàn của thủ môn Tiến Dũng. Khá nguy hiểm. Cú bắt vô lề ngay. Yassim. Lại là Ali Saleh. Rất nguy hiểm. Cho chúng ta, bóng đã nằm trong tay Bùi Tiến Dũng. Và vừa rồi là pha bỏ lỡ cơ hội của trung phong cắm Alameri, một trong những tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất kể từ đầu vòng chung kết. Và cản phá của Tấn. Như vậy là rất may là chúng ta sẽ không phải đứng trước một quả penalty. Công nghệ VAR đã cứu cho chúng ta khỏi một quả penalty và chúng ta cùng chờ đợi thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ cứu thua trong tình huống đá phạt này. Khá nguy hiểm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tốt. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phá đá tốt. Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn giải pháp an toàn là đấm bóng. Trong hiệp 1 thì anh cũng đã từng lựa chọn giải pháp này. Bóng đang trong chân các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Pha phá bóng của Thành Trung. Và bằng giả bắt bóng rất dũng cảm của Bùi Tiến Dũng. Al-Ghazali là một trong số những cầu thủ vào sân từ bàn ghế dự bị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Rất nguy hiểm. Rất may là cú sút nhẹ và đúng vào vị trí của thủ môn Bùi Tiến Dũng.